Trời ơi, đi thôi. Vợ, đưa anh ít tiền đi. Anh lấy tiền làm gì? Sắp đến ngày sinh nhật của bố ấy, thì anh muốn mua quà cho bố. Cái gì? Bố anh là người lắm le vùng đất ở nông thôn, làm gì biết ngày sinh nhật đâu mà làm. Bố anh là người ở nông thôn ấy, nhưng bố anh ấy đã không ngại khổ ngại cực nuôi anh lớn khôn và cho anh được học đại học đấy. Cả cuộc đời ấy, không nở ăn mở nở mặc anh có ngày hôm nay ấy, không phải là vì ông ấy đã tiết kiệm từng ngày hay sao. Hơn nữa ông ấy vất vả cả cuộc đời rồi cũng chưa trải qua cái ngày lễ nào hết ấy. Bây giờ anh có năng lực, cũng có điều kiện, chẳng lẽ anh muốn tổ chức một cái ngày sinh nhật cho bố của anh chẳng lẽ không được sao em? Tiêu tiền cho bản thân được rồi, tiêu tiền cho người khác làm gì? Đó là người ngoài à, đó là bố của anh đó. Như anh đã nói rồi đó, là bố của anh là phải bố tôi, tại sao tôi quan tâm làm gì? Tôi nói cho cô biết, đừng có tưởng là tôi sợ cô, đó là tôi đang chiều cô thôi. Và hôm nay tôi đã quyết định rồi, tôi phải mua quà cho bố tôi. Anh làm gì vậy? Anh mà dám mua quà cho ông già đó là tôi ly hôn đó. Cô không biết á, trăm việc á, chữ hiếu đặt lên hàng đầu. Rốt cuộc á, không biết là trong cuộc đời này có biết bao nhiêu người loại phụ nữ như cô nữa.